là hôm nay có sổ số nên anh chị em mình nào chưa có mua vé số thì nhớ ủng hộ vé số dùng nha. Và mình có thức ăn và thức uống ở phía sau nên anh chị em mình cứ tự nhiên tự sơ định lấy. Và bài hát kế tiếp sẽ được trình bày với giọng ca của Út Thao. Xin mời Út Thao lên sân khấu với bài hát của ca tên Chiều Xuân. Xin mời anh chị em mình ra sàn nhảy ạ. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời là chúc tất cả các anh chị có mặt trong buổi tiệc hôm nay lời chúc đầu năm gặp nhiều may mắn và vạn sự an lành. Muốn xin mấy anh chị tràn vỗ tay nho nhỏ để cổ vũ tinh thần được không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.